đến với kênh Diệp Tày Vlog. Nghệ thuật cấp giấy là nghệ thuật tạo lập biểu tượng thông qua phương tiện là một tờ giấy hình vuông. Đây là một hoạt động mang tính đổi mới sáng tạo. Sự sáng tạo của các mẫu gấp được giới thiệu trên kênh Diệp Tày Vlog bắt nguồn từ sự tích hợp của việc tạo lập các hình cơ bản mới và cách gấp có tính quy luật để ai cũng có thể gấp theo được. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một hình cơ bản mới, đó là hình cơ bản N5.3A. Đây là một hình cơ bản rất độc đáo. Sự sáng tạo trong hình cơ bản này là tính phi đối xứng, phần trên với các nhánh gấp tạo ra hai chân trước dài và phần dưới với các nhánh gấp tạo ra bốn chân sau ngắn. Mẫu gấp khá đơn giản với 2-3 bước không kể hình cơ bản, ai cũng có thể gấp được. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng bắt đầu gấp! Hôm nay mình dùng tờ giấy hình vuông kích thước 15x15cm. Chúng ta sẽ bắt đầu gấp hình cơ bản N5.3A. Bước số 1, chia cạnh tờ giấy thành 8 phần, tạo nếp gấp như hình vẽ. Tạo nếp gấp là bước rất quan trọng, là nền tảng để chúng ta thực hiện các bước tiếp theo. Vậy nên, trong quá trình tạo nếp, các bạn chú ý chúng ta gấp thật là chính xác và miết các nếp gấp thật là phẳng. Vậy là mình đã tạo nếp gấp xong. Bước số 2, gấp phối hợp vào phía trong. Đầu tiên, các bạn sẽ xác định vị trí điểm định vị và các nếp gấp tại vị trí đường gạch gạch và đường chấm gạch như hình vẽ. Chúng ta có thể tạo nếp gấp trước. Sau đó, chúng ta sẽ gấp phối hợp vào phía trong và đạt được kết quả như hình vẽ ở bước số 3. Các bạn miết các nếp gấp thật là phẳng. Bước số 3, mở mẫu gấp. Bước số 4, gấp phối hợp tại phần trên. Các bạn quan sát kỹ hình vẽ
Đầu tiên, chúng ta sẽ xác định vị trí các điểm định vị và các nếp gấp, đường chấm gạch và đường gạch gạch. Vị trí tại đường chấm gạch là nếp gấp lồi và vị trí tại đường gạch gạch là nếp gấp lõm. Đầu tiên, các bạn có thể tạo nếp gấp trước. Sau khi tạo xong một số nếp gấp chính, chúng ta sẽ gấp phối hợp, trụm lại như hình vẽ. Và đạt được kết quả như hình vẽ ở bước số 5. Mình đã thực hiện xong phần trên. Bước số 5, chúng ta tiếp tục gấp phối hợp tại phần dưới như hình vẽ. Chúng ta miết các nếp gấp thật là phẳng. Và đạt được kết quả như hình vẽ bước số 6. Bước số 6, kéo nhánh gấp từ phía trong ra. Các bạn kéo nhánh gấp lên phía trên. Bước số 7, hình cơ bản N5.3A đã hoàn thành mặt trên và mặt dưới. Đây là một hình cơ bản rất độc đáo. Vậy là chúng ta vừa thực hiện xong hình cơ bản N5.3A. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng bắt đầu gấp một gấp con bọ ngựa với 23 bước. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu gấp một gấp con bọ ngựa. Bước số 1, khởi nguồn từ hình cơ bản N5.3A, gấp xuống phía dưới. Bước số 2, gấp phối hợp xuống phía dưới. Các bạn sẽ gấp phối hợp xuống phía dưới như hình vẽ tại vị trí đường gạch gạch và đường chấm gạch. Mình đã thực hiện xong một bên. Đã xuất hiện hai nhánh gấp nhỏ. Bước số 3, gấp sang bên trái. Bước số 4, ấn vào thu nhỏ nhánh gấp. Chúng ta lần lượt ấn hai góc giấy nhỏ vào phía trong để thu nhỏ nhánh gấp. Hai nhánh gấp nhỏ này sẽ dành để tạo chi tiết chân sau cho mũ gấp con bọ ngựa.
mình đã thực hiện xong một bên. Bước số 5, động tác từ 2 đến 4 lặp lại tại phía đối diện. Các bạn sẽ thực hiện tương tự. Vậy là mình đã thực hiện xong cả hai bên. Bước số 6, gấp phối hợp xuống phía dưới. Các bạn quan sát kỹ hình vẽ. Chúng ta sẽ gấp phối hợp nhánh gấp xuống phía dưới, tại vị trí đường gạch gạch. Chúng ta sẽ gấp phối hợp để tạo thành một nhánh gấp thẳng đứng. Nhánh gấp này sẽ dành để tạo chi tiết chân trước cho mũ gấp con bọ ngựa. Mình đã thực hiện xong một bên. Bước số 7, động tác 6 lặp lại tại phía đối diện. Các bạn sẽ thực hiện tương tự. Mình đã thực hiện xong cả hai bên. Bước số 8, gấp ra phía sau như hình vẽ. Chúng ta sẽ gấp ra phía sau để thu nhỏ mẫu gấp. Đồng thời tạo phần thân cho mẫu gấp con bọ ngựa. Chúng ta miết các nếp gấp thật là phẳng. Tiếp theo, bước số 9, gấp chập lại và xoay mũ gấp. Các bạn sẽ gấp đôi mũ gấp lại. Các bạn có thể thấy các nhánh gấp cho 4 chân sau, phần đuôi, 2 chân trước và nhánh gấp cho phần đầu đã xuất hiện. Bước số 10, gấp phối hợp sang bên trái. Chúng ta gấp phối hợp tại vị trí đường gạch gạch và đường chấm gạch như hình vẽ. Tạo thành một nhánh gấp thẳng đứng. Động tác này sẽ tạo ra hình dáng cho khối thân và phần đầu của mũ gấp con bọ ngựa. Bước số 11, gấp sang bên phải. Bước số 12, gấp vào phía trong. Chúng ta sẽ gấp hai nhánh gấp nhỏ vào phía trong, tại vị trí đường gạch gạch như hình vẽ.
với một góc bằng 1/3 của góc 90 độ. Mình đã thực hiện xong. Bước số 13, ấn vào thu nhỏ nhánh gốc. Chúng ta sẽ thu nhỏ nhánh gốc để tạo chi tiết hai chân sau. Mình đã thực hiện xong một bên. Bước số 14, động tác 11 đến 13 lặp lại tại mặt bên kia. Các bạn sẽ thực hiện tương tự. Mình đã thực hiện xong cả 4 chân sau và phần đuôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện các động tác để tạo chi tiết hai chân trước. Bước số 15, khớp phối hợp lên phía trên, động tác lặp lại tại mặt dưới. Các bạn khớp phối hợp lên phía trên tại vị trí đường chấm gạch như hình vẽ. Và đạt được kết quả như hình vẽ ở bước số 16. Động tác sẽ lặp lại tại mặt bên kia. Tiếp theo, bước số 16, gấp phối hợp xuống phía dưới. Chúng ta sẽ gấp phối hợp xuống phía dưới tại vị trí đường chấm gạch như hình vẽ. Và đạt được kết quả như hình vẽ ở bước số 17. Bước số 17, gấp phối hợp thu nhỏ nhánh gấp. Chúng ta sẽ thu nhỏ nhánh gấp tại vị trí đường gạch như hình vẽ. Và đạt được kết quả như hình vẽ ở bước số 18. Bước số 18, gấp vào thu nhỏ nhánh gấp.
mình đã thực hiện xong một chân. Bước số 19, động tác 16 đến 18 lặp lại tại mặt bên kia. Các bạn sẽ thực hiện tương tự. Vậy là mình đã thực hiện xong cả hai chân trước. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện các động tác để thu nhỏ, tạo phần đầu. Bước số 20, gấp sang trái, động tác lặp lại tại mặt dưới. Chúng ta sẽ gấp sang bên trái tại vị trí đường gạch gạch như hình vẽ. Bước số 21, ấn xuống tạo đầu. Các bạn có thể tạo nếp gấp trước tại vị trí đường gạch gạch. Sau đó, chúng ta sẽ ấn nhánh gấp xuống để tạo chi tiết đầu. Phần đầu này các bạn có thể điều chỉnh để đầu nghiêng sang bên phải hoặc là bên trái. Mình đã thực hiện xong phần đầu. Tiếp theo, bước số 22, gấp phối hợp tạo chi tiết chân, động tác lặp lại tại nhánh đối diện. Các bạn sẽ gấp phối hợp, ấn nhánh gấp xuống để thu nhỏ, tạo phần chân nhọn. Vậy là mình đã thực hiện xong cả hai chân. Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh mẫu gấp. Bước số 23, mẫu gấp con bọ ngựa đã hoàn thành. Các bạn có thể thấy mẫu gấp đã thể hiện được các đặc trưng tiêu biểu của con bọ ngựa, như là hình dáng, phần đầu, phần thân, phần đuôi. Với hai chân trước dài và bốn chân sau ngắn, diện tích giấy được sử dụng tối đa. Và quá trình gấp rất là logic, ít bước gấp. Đây chắc chắn là một trong những mẫu gấp đặc sắc của người Việt Nam.
Vậy là chúng ta đã thực hiện xong mẫu gấp con bọ ngựa. Các bạn có thể thấy rằng với một tờ giấy hình vuông kích thước 15 x 15 cm, nếu chúng ta tìm ra hình cơ bản phù hợp thì hoàn toàn có thể tạo lập ra các mẫu gấp biểu tượng mà không cần phải cắt, sán hay nặn giấy. Chúc tất cả mọi người sẽ thực hiện thành công mẫu gấp này. Và trong thời gian sắp tới, mình sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều mẫu gấp đặc sắc hơn nữa. Vậy nên các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.